nhưng với điều kiện là ba của nó không được ghé thăm. Anh yên tâm, em cũng không có để ổng đến đây đâu. Em cũng chán ngán cái chuyện mà ha, phải nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng khổ sở đáng thương của ổng rồi. Con cũng có điều kiện này, không ai người đó ở, đồ ai người đó dùng, không tái mái tay chân. Con cha mẹ giao dưỡng mới đi học về. Dạ alo ba. Này con có vui không con? Dạ vui ba, nhưng mà con nhớ ba lắm. Ba cũng nhớ con, nhớ nghe lời của mẹ, lời dưỡng nha con. Nhớ là phải tự giác học bài và đi ngủ sớm nha. Dạ con nhớ rồi ba. Ba tắt máy nha. Dạ. Cái này chỉ có con nhà già biết chơi, anh nhìn chi cho mệt vậy? Thì ở trường anh cũng có học mà. Hè. Dạ. Con làm gì đàn của em vậy? Đến hư rồi làm sao? Dạ, con đi vô.